Chào mừng quý cha mẹ đến với podcast Khoảng lặng cho mình, tương lai cho con. Trạm dừng chân giúp cha mẹ thoát khỏi áp lực của cuộc đua nuôi dạy con và vững tin hơn vào bản thân trong việc chọn phương pháp đồng hành cùng con. Podcast là tập hợp những câu chuyện đa dạng từ những người đang cùng chiến tuyến với chúng ta, những người cha, người mẹ cũng đang trên hành trình định hướng nghề nghiệp cùng con. Chương trình được thực hiện bởi Hướng nghiệp Song An, phát sóng vào 20 giờ thứ tư tuần cuối cùng mỗi tháng trên YouTube và Spotify của Hướng nghiệp Song An. Và tôi là Phoenix Hồ, chuyên gia hướng nghiệp với hơn 16 năm kinh nghiệm, là người đồng hành xuyên suốt cùng quý cha mẹ trong chuỗi podcast này. Ở số này, chúng ta sẽ nghe câu chuyện của khách mời Huỳnh Chí Viễn. Anh được nhiều bạn trẻ biết đến trong vai trò giáo viên tiếng Anh, tác giả của sách Tuổi trẻ dùng để làm gì và một ca sĩ hát chính trong một bằng nhạc. Trong buổi trò chuyện hôm nay, Phoenix mời quý khán giả lắng nghe câu chuyện của anh Huỳnh Chí Viễn và Andy, con trai của anh ấy. Câu chuyện từ góc nhìn người cha rất thú vị và không kém phần gần gũi với bất kỳ ai đang làm cha mẹ. Thường, bản thân Phoenix hay tranh thủ nghe podcast khi đang nấu ăn hay rửa chén. Phoenix cũng mời anh chị hãy nghe podcast này trong lúc làm những công việc hàng ngày hoặc trong buổi đi bộ sáng chiều. Mời anh chị lắng nghe câu chuyện của chúng mình. Chào Viễn, Phoenix rất vui khi được mời Viễn làm khách mời đặc biệt của chương trình lần này. Và rất là mừng là có được một người khách mời trong vai trò người cha đến với chương trình. Và Viễn ơi, ngày hôm nay Phoenix sẽ phỏng vấn để hiểu thêm góc nhìn của Viễn trong vai trò người cha của bạn Andy, năm nay 5 tuổi rưỡi. Vậy thì bây giờ Phoenix xin bắt đầu Viễn nha và xin Viễn tự giới thiệu mình với khán thính giả đang nghe chương trình của tụi mình rất là ngắn gọn về bản thân Viễn cũng như về Andy ạ. Xin chào chị Phoenix và chào khán giả của chương trình Hướng nghiệp Song An. Mình tên là Huỳnh Chí Viễn. Hiện nay mình là một giáo viên dạy Anh văn, đồng thời là người điều hành của trung tâm Anh ngữ BSV English. Dạ, cảm ơn Viễn nhiều. Hồi nãy suốt từ lúc mà trên Facebook cũng như là gọi điện thoại hay là liên lạc, Phoenix cứ gọi Viễn là anh, mặc dù là gặp rồi mới biết là Viễn nhỏ hơn tuổi mình, cho nên bây giờ là xưng tên. Viễn ơi, bây giờ Phoenix hỏi chút xíu về sở thích của Viễn và Andy trước đi. Phoenix thấy là Viễn có post những cái bài hát mà Viễn trình bày vừa đàn vừa hát trên Facebook nè. Vậy thì Andy có sở thích giống như Viễn không Viễn ha? Andy thì chưa thấy có cái sự năng khiếu về âm nhạc, nhưng Andy có một cái năng khiếu rất là rõ di truyền từ ba, đó là hội họa. Andy vẽ rất là tốt, rất là đẹp và rất là mê vẽ. Andy có thích coi phim hoạt hình rồi vẽ theo không? Hay là thường là Andy chỉ có tưởng tượng hoặc là nhìn những cái gì trong nhà rồi vẽ ha Viễn ha? Thường bé là vẽ theo trí tưởng tượng của mình và theo trí nhớ của mình, và thường vẽ khá là giống. Hay quá. Vậy Andy có ngồi kể cho ba với mẹ nghe mình vẽ về cái gì không Viễn? Hay là chỉ có vẽ vậy thôi? Vẽ xong là sách đi khoe liền. Ba ở đâu mẹ đi đâu là sách chạy cùng nhà để kiếm mà khoe cho bằng được. Rất là dễ thương. Cái bức vẽ cuối cùng Phoenix được thấy là vẽ hình những cái bạn khủng long mà nhìn không có sợ chút nào á Viễn ha. Nhìn rất là dễ thương và hiền. Viễn ơi, Phoenix muốn nghe Viễn tâm sự về cái hành trình khi mà Viễn gặp bà xã mà Viễn gọi trong Facebook là cái nóc nhà của tôi á, rồi Viễn quyết định về hôn nhân, rồi Viễn cùng với bà xã quyết định làm cha làm mẹ cho đến khi Andy ra đời, và năm nay là Andy 5 tuổi rưỡi. Thì xuyên suốt cái hành trình đó, Viễn có thấy một điều gì nổi bật và nó kết nối xuyên suốt hành trình đó không ha Viễn ha? Những cái quyết định, những cái chặng mà mình ngồi lại rồi mình nói bây giờ mình có con, mình sẽ làm cha làm mẹ như thế nào? Xin Viễn kể cho Phoenix và các thính giả đang nghe chương trình. Thì mình và bà xã lập gia đình đến đây là cũng gần được 10 năm. Đến tháng Giêng năm sau là được 10 năm. Và Andy ra đời không phải là khi mình lập gia đình xong mình có con ngay.
có một khoảng thời gian giữa hai vợ chồng nói với nhau rằng mình nên dành cái khoảng thời gian này để thứ nhất làm những việc gì mình cần làm, chuẩn bị tốt về mặt tài chính, học hỏi cái cách để mà làm cha mẹ, và đặc biệt là xem trong quá trình hai vợ chồng sống với nhau có xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái phát sinh gì hay không. Và sau khi những vấn đề đó nếu mà đã được giải quyết tốt rồi thì mình mới lên kế hoạch để mà mình có Andy. Đó là lý do tại sao mà Andy ra đời gần như là 4 năm sau khi mà hai vợ chồng cưới nhau. Cái đó nó xuất phát từ một vấn đề là bản thân mình đã được sinh ra trong một cái gia đình mà không có được hạnh phúc, cha mẹ không có thương yêu nhau và ba mẹ mình ly hôn rất là sớm. Cái điều này nó là một cái ám ảnh khiến cho mình cảm thấy rằng có một thời gian mình hoàn toàn không tin tưởng vào cái cuộc sống hôn nhân, và cũng rất là sợ trong cái việc mà khi mình đưa một cái đứa trẻ vào đời, thì mình hiểu rất là rõ khi mà một đứa con nó vào đời mà cha mẹ không thương yêu nhau, cuộc sống không có hạnh phúc, thì đứa con nó sẽ chịu đựng rất là nhiều. Và chính cái điều đó mình đã nói chuyện với bà xã rất là nhiều. Nó nếu mà trong thời gian 1-2 năm đầu nếu mà mình không sống được với nhau thì cái việc mà chúng ta chia tay nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, hơn là khi mà có một đứa con ra đời rồi thì lúc đó mình mới phát hiện ra là mình sống không được với nhau. Và bà xã mình cũng đồng ý với vấn đề này, và đến khi mà Andy ra đời là cả hai vợ chồng đều rất là sẵn sàng để cái việc đưa con vào trong cuộc sống và đảm bảo rằng khi mà con mình mang nó vào cuộc sống này thì mình sẽ đảm bảo cho nó một cái cuộc sống tốt nhất. Ở đây tốt nhất không có nghĩa là mình sẽ cung phụng cho nó tất cả những cái sự vật chất hoặc là tiền bạc, mà là một cái đời sống tinh thần tốt nhất, một cái tuổi thơ hạnh phúc, cha mẹ luôn luôn thương yêu tôn trọng lẫn nhau và chăm sóc cho con mình đúng nghĩa. Cái chia sẻ này của Viễn làm Phoenix rất là xúc động, tại vì nó rất tương đồng với một cái chương trong cuốn sách của Viễn ấy. À, khi mà Viễn viết cho các bạn trẻ cái cuốn sách là Tuổi trẻ dùng để làm gì ấy, Phoenix thấy có một cái đoạn mà Viễn nói là cái quyết định hôn nhân nó nên là một quyết định rất là nghiêm túc, tại vì đây sẽ là người cha và là người mẹ của những đứa trẻ tương lai. Thì có vẻ giống như với Viễn, hôn nhân nó không chỉ là tình yêu mà nó còn là sự kết nối và kéo dài của một cái mái ấm gia đình cho những đứa con mình sẽ đưa vào đời. Nếu Phoenix nói như vậy thì có đúng ý của Viễn với bà xã không Viễn ha? Đối với một cuộc hôn nhân thì mình thì nói là tình yêu nó chiếm 50%, 50% còn lại đó là trách nhiệm giữa hai người. Trách nhiệm chứ không phải là bổn phận. Trách nhiệm là hai người hiểu rõ mình cần gì, muốn gì và có thể đem lại cho nhau những gì và đem cho đứa con mình những gì. Phần lớn các bạn trẻ ngày nay thì yêu là cưới mà chưa nghĩ đến cái phần trách nhiệm của mình. Đến khi đụng vào trách nhiệm thì bắt đầu cảm thấy là cuộc sống nó tù túng quá, khổ sở quá. Và khi mà có đứa con ra đời thì cái trách nhiệm này nó tăng lên và gánh không nổi. Điều này nó gây ra những cái gọi là chúng ta nói là đổ vỡ trong hôn nhân. Và tất nhiên là những đứa con là những cái nạn nhân bất đắc kỳ. Viễn là một hình ảnh rất là lạ với Phoenix, tại vì khi mà Phoenix làm công việc này Viễn kia thì Phoenix gặp rất nhiều các anh chị ở bên cái nhóm mà có năng khiếu, có tài năng, và thậm chí là họ sống bằng những cái công việc là vẽ vời ha, chơi nhạc, biểu diễn, vân vân. Thì thường những anh chị đó họ rất hiếm có những người như như Viễn á, tức là tôi làm cha và trách nhiệm làm chồng làm cha là trên hết. Và Phoenix thấy Viễn có những cái sở thích liên quan tới hội họa nè, liên quan tới chơi nhạc nè, và trong trong cái thời gian làm chồng và làm cha cho đến ngày hôm nay, có bao giờ Viễn tiếc là mình không có được sự tự do để mình làm những cái điều mà bay bổng mình thích không Viễn? Có lúc nào Viễn Viễn có cảm giác vậy không? Thật ra thì mình có sắp xếp được thời gian cho tất cả những cái sở thích riêng của mình, và cái điều mà mình đặt ra đầu tiên là những cái sở thích này nó không được đụng chạm tới lợi ích của gia đình. Có nghĩa là làm gì làm thì lợi ích của gia đình vẫn phải đặt ở trên đầu tiên. Ví dụ nói một cái đơn giản như thế này, duy trì cái việc chơi nhạc giống như là một cái thói quen, tại vì mình đã chơi nhạc từ cách đây 20 mấy năm, từ hồi sinh viên tới bây giờ rồi. Nhưng
Nếu mà gọi là phải đi diễn xa hoặc là đi một thời gian lâu hoặc là bỏ thời gian cho cái việc đó mà không có thời gian cho gia đình hoặc là đi diễn khuya thì mình sẵn sàng mình sẽ chọn cái việc là từ bỏ hết tất cả những cái buổi diễn như thế. Một năm có thể mình diễn một hai show thôi. Còn chứ mà gọi là để cái đó là cái đam mê của mình là phải xuất hiện lên sân khấu hoặc là phải đi chỗ này chỗ kia, ngày hôm nay đi chỗ này, ngày mai đi chỗ kia, tham gia cái này tham gia cái kia thì mình sẽ không làm điều đó. Và cái điều này thì trong cái thời gian mà trước khi có Andy á, mình đã gọi là cho mình một cái khoảng thời gian chuẩn bị về mặt tâm lý là đến khi có con rồi thì mình biết cái nào nặng cái nào nhẹ, gia đình nó sẽ đứng cái hàng ưu tiên trên những cái gọi là sở thích của cá nhân. Vậy là Viễn đã chuẩn bị, và khi mà làm cha là tôi biết rằng ưu tiên của tôi là trách nhiệm của một người làm cha làm chồng cho gia đình mình. Còn những cái sở thích khác thì nó sẽ phải ở đằng sau đó. À, đúng rồi. Tại mình nó có một cái khoảng thời gian mình lập gia đình cũng hơi muộn. Và mình đã có một khoảng thời gian để mà sống cho bản thân mình rồi. Cho nên mình không còn gì luyến tiếc nữa. Khi mà đã có vợ, có con thì tất cả mọi thứ mình tập trung lo cho gia đình thôi. Viễn nè, khi mà Phoenix đọc những cái nghe cái sách nói của Viễn và đọc những cái bài của Viễn viết, Phoenix thấy là Viễn có rất nhiều ấp ủ dành cho giới trẻ, dành cho thế hệ trẻ hơn, trong cái vai trò nói chung là một người giáo dục và nói cụ thể là một người thầy dạy tiếng Anh, và có ảnh hưởng rất nhiều đến đến các bạn trẻ. Thì những cái ấp ủ mà Viễn dành cho thế hệ trẻ này đã ảnh hưởng vai trò của Viễn làm cha của em đi như thế nào, Hoa Viễn ha? Thì trong quá trình dạy thì tiếp xúc với lại rất là nhiều những bạn ở cái lứa tuổi sinh viên và lứa tuổi mới ra đi làm, thì một cái mình nhận là các bạn nó thiếu một cái sự định hướng từ phía gia đình. Phần lớn là chọn một cái nghề nào đó hoặc là chọn thậm chí là chọn cái việc học tiếng Anh, nó cũng giống như là một cái đến đến lúc mình làm thì mình phải làm thôi chứ mình cũng chẳng có hiểu là tại sao mình làm cái điều đó và làm việc cái gì. Và trong quá trình giảng dạy mình cũng tâm sự rất nhiều với các bạn, chia sẻ với rất nhiều các bạn, thậm chí có những bạn đi học với cái tâm thế là để gọi là trả nợ, thì mình cũng đã nói chuyện và khiến cho bạn đó tìm được cái gọi là cái ý nghĩa của cái việc học, cái cảm hứng trong cái việc học. Thì cái này đó là một cái mình suy nghĩ rất là nhiều, sau này con mình nó sẽ như thế nào, liệu con mình nó sẽ là một cái đứa trẻ mà nó sẽ bị không biết bắt đầu từ đâu hoặc là học để cho vui lòng cha mẹ, hay là thực sự nó có cái hứng thú trong việc học, và mình sẽ hiểu con mình được bao nhiêu, mình sẽ đi với con mình đến lúc nào. Thì đó cái câu hỏi mà khi mình gặp các bạn trẻ, mình trao đổi với các bạn trẻ thì những câu hỏi này luôn luôn xuất hiện, ngay cả từ khi trước khi anh đi ra đời nữa cả, luôn luôn nó thôi thúc mình rằng khi mà mình có con thì mình sẽ làm như thế nào để cho con mình nó bớt lạc lõng, để cho con mình nó được cái niềm tin để mà nó đi vào trong cuộc sống này, nó có cái định hướng rõ ràng, có người luôn luôn ở bên cạnh để mà hỗ trợ về mặt tinh thần. Thì đó là cái mà ngay trước khi anh đi ra đời thì mình đã có những cái suy nghĩ như thế rồi. Đẹp quá. Có lúc nào, đặc biệt là trong vai trò mỗi ngày ở Viễn kia, khi mà Viễn tương tác cùng với Andy, khi mà Viễn trò chuyện và đối thoại, khi mà Viễn dạy dỗ Andy, rồi có những lúc là người bạn của Andy, Viễn có kỳ vọng là mình và con đạt được điều gì đó không? Thì cho ví dụ là Viễn nói là tôi muốn con tôi có những cái phẩm chất tốt đẹp này nè, tôi muốn con tôi sau này trở thành một nhà trí thức như vậy nè. Đó, trong cuộc sống hàng ngày khi mà Viễn tương tác với Andy, Viễn có một cái điều gì như vậy không Viễn? Viễn kể cho tụi mình nghe. Có hai điều mà muốn con mình đạt được. Thứ nhất là tuổi thơ thì nó phải có một cái tuổi thơ hoàn toàn là hạnh phúc, không có một cái vẩn đục nào của những cái bất hòa của cha mẹ hoặc là những cái vấn đề gì hết. Mình muốn tuổi thơ con mình nó phát triển một cách hết sức là dễ thương và trong sáng, ngây thơ hoàn toàn, và tới bây giờ mình cảm thấy rất là vui
khi mà hai vợ chồng làm được điều đó cho Andy. Lúc nào anh cũng rất là vui vẻ, lúc nào cũng rất là cười, rất là tươi. Cái thứ hai là thật ra nó không phải là cái mong muốn của mình, mà đó là một cái Andy tâm sự của mình khi mà đi học mẫu giáo về. Thì Andy nghe thầy tiếng Anh dạy cái từ gentleman, thì anh đã rất ấn tượng với từ gentleman. Và hỏi ba ơi, gentleman là gì? Thì mình nói với con mình là gentleman là một cái người lịch sự, biết cách cư xử, và ba muốn con trở thành một gentleman. Và nó trở thành một cái sự chỉ đỏ mà nó xuyên suốt trong cái quá trình dạy con của mình luôn. Chỉ cần mà Andy có những cái cách cư xử nào đó mà nó không hợp lý thì mình lại nhắc lại cái câu này, con có muốn trở thành gentleman hay không? Nếu mà con muốn trở thành gentleman thì con không có lớn tiếng như vậy, con nói chuyện vừa đủ nghe, mọi người phải nghe con. Con muốn trở thành gentleman hay không? Nếu mà con muốn trở thành gentleman thì con không có được dậm chân như thế. Thì anh từ nhỏ đó bắt đầu cái chữ đó chính là cái chữ mà anh mang về, anh nói với ba mẹ, và nó trở thành cái guideline của mình để mình dạy con mình. Thú vị là từ khóa đó đến từ Andy chứ không phải là đến từ ba Viễn ha. Andy về hỏi xong rồi ba Viễn trả lời, cái Andy thích luôn. Và có lúc nào bạn nói là thôi ba Viễn ơi, con không có muốn ba dùng cái từ gentleman này để trói buộc con nữa không? Có lúc nào bạn nói vậy nữa không? Hiện tại thì chưa. Hiện tại thì vẫn rất là thích làm gentleman. Viễn ơi, Viễn với bà xã, với chị Phương á, có lúc nào thấy là hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau là chết rồi anh ơi, em ơi, mình đang bị áp lực ở bên ngoài xã hội trong cách nuôi dưỡng con á, mình phải đổi thôi, mình phải lùi lại, mình nên đổi. Cái có lúc nào bị như vậy không, và nếu đã bị như vậy thì hai anh chị đã làm gì ha Viễn ha? Rất là may mắn là hai vợ chồng mình không bị áp lực ở bên ngoài về cái cách nuôi dạy con cái. Tại vì hai vợ chồng mình đều là những người làm trong ngành giáo dục, đều là những thầy cô giáo, mình hiểu được cái vấn đề rất là rõ, những cái áp lực mà không đáng có đối với là những đứa trẻ trong vấn đề học tập, mọi thứ như thế nào. Và mình quyết định rằng mình sẽ không bao giờ bị những cái điều đó nó ảnh hưởng, từ cái việc chọn trường cho con, từ cái việc mà định hướng cho con cái việc học hành như thế nào đó. Thì hai vợ chồng đều thống nhất với nhau là mình sẽ dựa vào cái năng khiếu và cái sở thích của con mình, thay vì mình để cho bên ngoài định hướng mình và định hướng con mình. Có vẻ như là Viễn và bà xã gần như là ít khi có bất đồng ý kiến trong cái hành trình làm cha mẹ luôn á Viễn hả? Rất là may mắn là mình có một bà xã rất là hiểu mình. Không chỉ là cái vấn đề nuôi dạy con cái mà hầu hết những vấn đề khác trong cuộc sống, hai vợ chồng mình đều gần như đạt được cái sự đồng thuận tuyệt đối. 10 năm kết hôn thì hai vợ chồng chưa hề cãi nhau bao giờ cả. Chưa hề cãi nhau bao giờ cả. Có phải là do Viễn học về tâm lý rồi làm công việc giáo dục không? Hay là vì may mắn là hai vợ chồng gặp nhau rồi có đồng giá trị rồi cùng quan điểm nên mọi chuyện nó cứ nhẹ nhàng và hai người rất là vững vàng trong hành trình này đi ha. Thật ra nó phải đến từ cả hai người. Tại vì nếu mà mình một mình không thì không thể nào làm được cái điều đó. Cũng có rất là nhiều người học về tâm lý, thậm chí là những cái chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng mà họ vẫn gặp những cái vấn đề về hạnh phúc cá nhân với người bạn đời của mình. Thì cái vấn đề ở đây nó nằm ở cả hai người phải có cái cách nhìn nhận, và quan trọng nhất là phải biết lắng nghe nhau. Hay quá, thú vị quá. Trong mắt của Andy á, tình yêu của ba mẹ là như thế nào, hôn nhân ba mẹ như thế nào, có bao giờ Andy hỏi chưa Viễn? Tại vì Phoenix có cảm giác rằng là tình cảm giữa Viễn và bà xã và cách hai người đồng thuận với nhau ảnh hưởng cái hành trình lớn lên của người bạn trẻ này nhiều lắm. Cho nên có bao giờ Viễn nghe Andy hỏi những câu hỏi về ba, về mẹ, gặp nhau làm sao, yêu nhau làm sao chưa Viễn? Hay là quá trẻ để hỏi, quá nhỏ để hỏi? Andy thì chưa biết những câu hỏi như thế, tại vì anh còn quá trẻ. Nhưng Andy cảm nhận được thứ nhất là cái tình yêu của cha mẹ dành cho nhau, cái sự tôn trọng của cha mẹ dành cho nhau, và cái tình yêu của cha mẹ dành cho Andy. Và Andy rất là, gần như là hoàn toàn tin tưởng vào cái điều này.
Trong cái lĩnh vực hướng nghiệp của ngành mà Phoenix đang làm ở Viễn Dịch thì Phoenix làm việc rất nhiều với các anh chị cha mẹ, và Phoenix nói rằng là anh chị ơi, nên hướng nghiệp cho con từ nhỏ, từ tuổi lên 3, bằng cách là quan sát những sở thích nè, năng khiếu nè, cá tính nè, rồi đối thoại với con về những quan sát ấy trong lúc mà mình ngồi với con, chơi với con hàng ngày, để cho con hiểu hơn về bản thân mình. Rồi khi con lớn hơn thì mình tạo điều kiện cho con phát triển về năng khiếu. Thì trong cuộc trò chuyện rõ ràng là Phoenix thấy Viễn với lại bà xã đang làm điều này cho Andy tốt lắm. Lúc Andy vẽ thì đi khoe với ba mẹ. Phoenix thấy những cái YouTube video mà Viễn cùng với lại Andy lên sóng, và Viễn nói là chỉ one shot đó, một lần quay mà bạn ấy biểu diễn hay dễ sợ, và bạn ấy đọc rồi bạn ấy cười, bạn ấy tương tác với cái camera rất là tốt. Thì thấy rõ ràng là hai vợ chồng đang làm điều này cho Andy. Thì khi mà Phoenix nói cái quan điểm này về những điều mà tụi Phoenix đang khuyến khích cha mẹ hướng nghiệp sớm cho con, hoặc là nuôi dưỡng cho con từ nhỏ và quan sát con sớm, thì Viễn nghĩ gì về điều này? Viễn ha, Viễn có cái quan điểm gì muốn chia sẻ với các thính giả đang nghe chương trình không Viễn? Tôi hoàn toàn đồng ý với lại cái nhận định của chị Phoenix. Theo mình thì không có đứa trẻ nào mà nó không có năng khiếu cả. Chỉ có vấn đề là cha mẹ có đủ tinh tế để nhận ra cái năng khiếu của con mình, hoặc là cha mẹ có những cái định hướng nào đó nó khác với lại cái năng khiếu mà con mình nó bộc lộ ra hay không. Mình biết có hai trường hợp cha mẹ, mình biết một dạng là cha mẹ không đủ sự tinh tế để nhận ra được cái năng khiếu của con mình. Một dạng thứ hai là cha mẹ phớt lờ những cái năng khiếu của con mình và cố tình hướng con mình theo cái định hướng của mình mong muốn. Và cả hai trường hợp này nó đều khiến cho cha mẹ cảm thấy thất vọng về con mình. Bởi vì cảm thấy rằng con mình không đáp ứng được những gì mà mình muốn nó trở thành. Khi mà Viễn kể về việc là Viễn ưu tiên, mặc dù là Viễn nói rằng là Viễn vẫn có thời gian cho những cái sở thích nhiệt của mình như là chơi nhà, hội họa, vân vân, Viễn hả? Mà ưu tiên một của Viễn vẫn là dành cho Andy. Thì Viễn kể cho Phoenix và các anh chị nghe chương trình của mình cái cách mà Viễn để thời gian cho Andy. Viễn và bà xã bỏ thời gian cho Andy mỗi ngày để hiểu bạn là như thế nào không? Viễn kể cụ thể cho tụi mình nghe. Thật ra đơn giản, cái vấn đề đầu tiên là hai vợ chồng mình tự nguyện cắt giảm những cái khoảng thời gian mà không cần thiết dành cho những cái việc vô bổ khác. Ví dụ như là từ khi mà mình lập gia đình thì mình không còn đi ăn, đi nhậu với bạn bè nữa. Cái điều đó mình thấy là các ông bố rất là khó làm cái điều này. Thời gian rảnh có nhiều người là bạn mình luôn, mình nói thẳng là tại sao ông không dành thời gian đó, cái thời gian mà tối ngày ông cứ đi ra ngoài quán bia, ông ngồi ông cà kê với bạn bè, ông dành thời gian đó học với con, chơi với con đi. Thì các ông nói thì muốn lắm là bỏ, ông được quen rồi. Tôi nói quen hay không quen đó là do mình. Vấn đề thứ hai ở đây mình chia sẻ đó là cái thời gian nhiều hay ít. Đôi khi cha mẹ ở bên con 2-3 tiếng đồng hồ nhưng là không có tương tác với con. Mình có thấy một số người trông con theo kiểu là cha hoặc là mẹ một cái iPad, con một cái iPad, và cũng ngồi đó với nó, nhưng mà nó chơi cái gì, nó xem cái gì thì mình không quan tâm. Ở đây thì vợ chồng mình dành thời gian cho Andy đúng nghĩa là dành thời gian để tương tác, để chơi với bé, để đặt câu hỏi với bé, để trả lời những câu hỏi cô bé đặt ra, để cùng đọc sách. Ví dụ không bao giờ mình quăng sách bảo là con đọc đi, mà sẽ cùng đọc với con, cùng đặt câu hỏi cho con. Khi mà mình bé xem TV thì mình sẽ chọn, hoặc là cho bé chọn, mình sẽ ngồi mình xem với bé xem cái nó có phù hợp với lại bé hay không. Có nghĩa là thời gian nhiều hay không nó không quan trọng bằng cái thời gian nó có chất lượng hay là không. Làm gì trong thời gian đó. Có lúc nào mà Andy nói là ba ơi mẹ ơi con muốn một mình không, hay là Andy đang rất có thời gian với ba mẹ? Andy thì tính cũng khá là độc lập. Có nghĩa là anh có thể chơi một mình, nhưng vẫn thích có ba mẹ ở bên cạnh hơn. Tại vì anh rất là thích khoe. Xếp được cái gì đấy cũng chạy đến khoe. Hoặc là vẽ được bức tranh là khoe liền.
Dễ thương quá, mình rất là thích coi những cái clip về Andy và thấy cái mặt ảnh cười tươi dễ sợ. À, Viễn ơi, rồi mình vừa đặt được những câu hỏi về hành trình của Viễn và bà xã trong cái lúc mà nuôi dạy Andy, và bây giờ là phần câu hỏi nhanh để quý khán thính giả của chương trình mình có dịp hiểu hơn về khách mời chương trình. Thì Phoenix sẽ hỏi Viễn 5 câu hỏi ngắn liên tục và Viễn chỉ có thể suy nghĩ và trả lời trong 10 giây thôi. Câu trả lời ngắn gọn dưới 3 chữ ha Viễn ha. Có thể là một danh từ, một động từ hoặc là một tính từ tùy theo Viễn. Viễn sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi, câu thứ nhất, nếu được dùng một con vật để mô tả con mình thì đó là gì ạ? Con mèo. Câu thứ hai, anh Viễn muốn được còn nhớ đến như thế nào vào năm 80 tuổi? Là bạn của con. Câu thứ ba, nếu được dùng một từ để mô tả mối quan hệ giữa Huỳnh Chí Viễn và Andy thì đó là gì? Hai người bạn. Câu thứ tư, nếu có một thế lực siêu nhiên để xóa đi một áp lực trong vai trò người cha thì đó sẽ là gì vậy ha? Và hiện tại thì không có áp lực. Câu thứ năm, một câu mà Viễn muốn nói với con, với bạn Andy vào lúc này là gì ạ? Bao yêu con Andy. Dễ thương quá. Vâng, cảm ơn Viễn rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý cha mẹ đã lắng nghe câu chuyện của Phoenix và anh Huỳnh Chí Viễn. Để đúc kết cho buổi chia sẻ hôm nay, Phoenix xin mượn lời kể của anh Viễn trong buổi podcast về việc tạo cho con một mái ấm tràn ngập tình thương, cho con lớn lên hạnh phúc và nhiều tiếng cười. Quý anh chị cha mẹ đang nghe chương trình có thể thực hiện một hành động nhỏ theo tấm thẻ thứ năm trong bộ thẻ Cùng con định hướng nghề nghiệp mà Song An phát hành. Thẻ này có tên Phỏng vấn người thân, hướng dẫn trên thẻ ghi như sau: con trong vai một phóng viên đi phỏng vấn những người thân quen của con với câu hỏi điều mà ông, bà, cha, mẹ, cô, chú, anh chị thấy con làm giỏi nhất là gì? Khoảng lặng cho mình, tương lai cho con là chuỗi podcast được thực hiện bởi Hướng nghiệp Song An với mong muốn giúp cha mẹ thêm vững tin vào bản thân trên hành trình hướng nghiệp cho con. Để có trải nghiệm tối ưu nhất, quý cha mẹ có thể lắng nghe chương trình tại ứng dụng Spotify. Hẹn gặp lại anh chị trong các số phát sóng lần sau.